Dạ vâng, xin kính chào các bác và toàn thể anh em đang theo dõi kênh YouTube của Trung tâm Điện tử Cao Phong. Các bác đang được lắng nghe, đang được ngắm nhìn. Cao Phong đang test chất âm một cặp đôi hoàn hảo đến từ Nhật Bản. Đây là một chiếc đẩy san xui và một chiếc văng san xui. Một cặp đôi hoàn hảo cho chất âm rất là hay, hình thức đẹp, sang trọng. Các bác ngắm nhìn và đã được lắng nghe chất âm rất là tuyệt vời mà Cao Phong đang test chất âm. Thu qua điện thoại nó chỉ được một phần nhỏ thôi, các bác nghe trực tiếp bên ngoài nó hay hơn rất là nhiều. Các cái giải bát chung tép lên rất là rõ ràng, chi tiết và mạnh mẽ. Một cặp đôi hoàn hảo gồm một chiếc đẩy san xui, model là AMP-S6000, công suất là 600W trên một kênh. Các bác có thể chơi một cặp full 40 từ 19 con 76 trở lại, hoặc là một cặp full 30. Và một chiếc vang đời cao nhất của vang san xui DA1. Chùa chất âm rất là hay, một cặp đôi hoàn hảo, đẹp xuất sắc, zin nguyên bản. Vâng, rất là tuyệt vời. Đẩy san xui và vang san xui. Đẩy san xui là size 2U các bác nhá. Đấy, 2 volume chất áp cho 2 kênh. Đấy, 2 dàn đèn báo. Vang san xui DA1 cũng là model cao cấp nhất của vang san xui. Đấy, một cặp đôi hoàn hảo. Đấy, volume tăng giảm âm lượng. Với một cặp đôi này các bác chơi một cặp loa full 40 trở lại. Đấy, chơi một cặp full 40 trở lại. Đẹp nhất là 40 từ 19 côn 76 trở lại là hợp lý nhất. Còn ngoài ra nếu mà chơi từ 22 côn 100 thì các bác cũng thể chơi được. Nhưng mà đẹp nhất là từ 19 côn 76 hoặc là một đôi 30. Những dòng sản phẩm của Nhật là người ta cho cung cấp đến các bác là những chất lượng âm thanh thực sự hay. Thực sự hay và đẹp. Với một cặp đôi hoàn hảo. Rất là đẹp luôn, Cao Phong đang tuyển chọn. Xuất sắc, các bác nha, xuất sắc luôn. Đẩy san xui AMP-S6000, công suất là 600W trên một kênh. Và vang san xui DA1, đời vang cao cấp nhất. Cả đẩy, cả vang thì trên nắp nó đều có dập chìm logo san xui hết các bác nha. Bởi vì nó là hàng đẳng cấp cao, chất lượng mà. Đấy, vang san xui DA1. Con này nó có cổng quang các bác nha, có cổng quang. Đấy, có cổng quang. Đó. Đẩy san xui AMP-S6000, hàng tuyển chọn đẹp xuất sắc, zin nguyên bản, chơi hay bày đẹp, một cặp đôi hoàn hảo để các bác chơi hay bày đẹp trong căn phòng của các bác, rất đẹp luôn. Đó, con đẩy chiều sâu của nó chỉ có 32cm thôi, nên các bác để trong tủ kệ rất là phù hợp. Và con đẩy chiều cao nó chỉ có size 2U. Tổng chiều cao của cả đẩy cả vang là nó chỉ tầm khoảng 17-18cm thôi. Chưa đầy một gang các bác nhá, chưa đầy một gang. Nên các bác để trong tủ kệ là rất là hợp lý. Chơi gia đình rất là hay, đẹp. Đấy. Đây là phía sau này. Đây các bác nhìn thấy chiều sâu con đẩy nó chỉ hơn một gang tay này. Đấy, và trên đỉnh của vang và trên đỉnh của đẩy dưới chỗ dưới này nó đều có dập chìm logo san xui hết. Đấy, phía sau của vang nhá. San xui DA1 này. Vang san xui DA1, con này nó có cổng quang các nhá, đây cổng quang này, đầy đủ hết. Con này nó có đường ra loa này, ra kênh chân tư và ra súp này, đem ma vạch đều có ký hiệu của DA1 hết. Vừa chạy cổng quang vừa chạy được tín hiệu AV, tín hiệu analog, các nhá. Các bác chạy đường tín hiệu nào cũng được. Đây là vang san xui. Và bên dưới con đẩy san xui S6000, quạt gió rất là êm nhá, hai quạt gió cực kỳ êm luôn. Đấy, rồi có ký hiệu san xui hết này các này. Ký hiệu rõ ràng S6000 ở phía sau luôn này. Và toàn bộ chữ Nhật này. Đấy, đường vào bằng jack AV và 6 ly. Đường ra loa bằng đen xoáy kẹp. Quạt gió cực kỳ êm. Đấy, con này nó thiết kế chơi gia đình. Các bác chơi quạt gió nó rất là êm các bác nhá. Rất là êm. Đấy, mọi chi tiết các bác có nhu cầu muốn sở hữu cặp đôi hoàn hảo đẩy san xui S6000 và vang san xui DA1, các bác liên hệ điện tử Cao Phong. Số điện thoại 077-22-60096. Em giao hàng toàn quốc. Tuyệt vời, quá đẳng cấp, quá chất lượng. Chinh phục mọi đam mê. Chất âm rất là hay luôn. Đấy, với cặp đôi này các bác ghép bất kỳ một cặp loa nào nó đều là hay. Và các bác cắm mic vào là hát karaoke rất là tuyệt vời luôn. Xuất sắc luôn. Toàn bộ em cung cấp đến các bác là toàn bộ là hàng tuyển chọn nhá, đỉnh cao và chất lượng. Một lần nữa xin cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video.
Xin mến chào các bác. Các bác xem video thì ủng hộ đem một nút nhấn đăng ký kênh, một nút like chia sẻ. Đấy, xin mến chào các bác và toàn thể anh em. Đó, rồi video.